Đây, đặt một cái quá ta luôn, vô mánh vô mánh. Hello, xin chào mọi người, chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Hồ Sen Vlog nha. Hôm nay Hồ Sen sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách đặt cái ống chúm lươn to siêu to khổng lồ nha các bạn. Nha cả nhà. Thì hôm trước Hồ Sen có làm một cái video đặt cái chúm lươn siêu to khổng lồ á, thì rất là nhiều anh chị em vào bình luận và hỏi Hồ Sen cách thức như là đặt bằng mồi gì và đặt như thế nào để được lươn nhiều nhất. Thì hôm nay Hồ Sen sẽ chia sẻ cho cả nhà mình và tất cả các cô chú anh chị bằng cách mồi đặt chúm lươn và bắt được lươn nha cả nhà. Thì đây Hồ Sen sẽ chia sẻ cho cả nhà và bỏ vào đây nha cả nhà. Đây Hồ Sen sẽ chia sẻ cho cả nhà xem rồi bỏ vào đây rồi xong rồi mình đi đặt nha cả nhà. Thì đây hôm nay Hồ Sen sẽ chia sẻ cho cả nhà mình cùng xem nha cả nhà. Đây là những con ốc bươu vàng mà Hồ Sen đã đập ra rồi. Mình đập lại nhà này xong mình bỏ vào cái chúm lươn nha cả nhà. Bây giờ Hồ Sen sẽ bỏ vào cái chúm lươn rồi Hồ Sen sẽ đi đặt nha cả nhà. Đấy nè, sẽ bỏ vào đây nha cả nhà. Đấy Hồ Sen bỏ vào đây nha. Rồi bỏ vào, bỏ hết vào đi. Thì hôm trước Hồ Sen cũng có làm nhiều cái video đặt lươn và cá tôm cua, thì mọi người bình luận hỏi Hồ Sen là cách đặt như thế nào, đặt cái chúm lươn siêu to khủng lồ như thế nào và bằng mồi gì. Thì hôm nay Hồ Sen sẽ chia sẻ cho cả nhà mồi đặt chúm lươn nha cả nhà. Mồi đặt lươn, đặt cái chúm siêu to khổng lồ này. Đấy, bây giờ mình đi đặt ra cả nhà. Bây giờ đi tìm chỗ đặt ra nha, tìm chỗ nào mà ít người qua lại, à, những nơi mà hoang vắng ít người đặt được, đông người đặt thì phát hiện ngay. Là cái này mình đặt ở đây không ai phát hiện thì nó lại có, mà nhiều người phát hiện quá đi tới đi lui hoài thì cũng không có cả nhà. Mình phải tìm những nơi mà hóc búa bí hiểm đặt. Đây giờ sẽ đặt ở đây cả nhà, họ xem sẽ đặt ở đây. Đây cả nhà, thấy Hồ Sen mới vừa đặt xong cả nhà, chỗ này cực kỳ bí hiểm luôn. Đây có một cái thùng xốp nè, không ai để ý cây cỏ như thế này. Đấy, đây là địa điểm đặt lý tưởng nha cả nhà. Đấy, nó có nước chảy nè, nếu mà nước chảy thì mình sẽ đặt cho nó cái mồi nó đi theo nước, thì những con kia nó sẽ bò theo nước nha cả nhà, nó sẽ vào cả nhà. Đấy, chỗ này thì phớt ngang qua thì không ai phát hiện được, vì đây có, nó có búi rất là xanh nha. Đấy, cây cỏ xanh không ai phát hiện được cả nhà. Đấy, bây giờ Hồ Sen đặt xong rồi, bây giờ mình đi về mình nghỉ ngơi, xong mình chờ đợi qua một đêm hôm sau là mình sẽ đi thăm nha cả nhà, rồi xem cái kết quả nó như thế nào nha cả nhà và thành quả nha. Cả nhà mình xem kênh Hồ Sen Vlog, cả nhà mình cảm thấy Hồ Sen Vlog làm những cái video clip có ý nghĩa trong cuộc sống và trong cộng đồng, cũng như là chia sẻ cuộc sống hiện tại và cách kiếm sống mưu sinh, như đây là một nghề mưu sinh của Hồ Sen, thì cả nhà mình yêu thương giúp đỡ cho Hồ Sen một like nha cả nhà, cũng như là một chia sẻ. Anh chị nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ cho Hồ Sen để không bỏ lỡ những video mới nhất. Cả nhà mình đăng ký cho Hồ Sen một lượt đăng ký cũng như lượt chia sẻ, lượt like
hoàn toàn là miễn phí, và cái đó là cũng là một cái sức mạnh và niềm tin và cái động lực để cho Hồ Sen ngày càng phát triển kênh tốt hơn. Và bây giờ mình sẽ đi vào nghỉ ngơi thôi cả nhà. Đây cả nhà, bây giờ Hồ Sen mời cả nhà cùng đi với Hồ Sen đi thăm cái chúm lươn nha cả nhà. Thì mình đi thăm cái chúm lươn của mình đặt hôm qua, thì hôm nay cứ có cái gì không nha cả nhà. Thì cái thành quả và kết quả nó như thế nào mình dỡ lên cho cả nhà xem nha cả nhà. Đây là Hồ Sen chia sẻ với cả nhà bằng cách đặt chúm lươn, cái chúm siêu to khổng lồ bằng mồi ốc nha cả nhà. Thì bây giờ Hồ Sen sẽ cùng với cả nhà đi thăm cái chúm này thử có gì không. Thì cả nhà mình xem kênh Hồ Sen Vlog, cả nhà mình yêu thương Hồ Sen Vlog và thấy Hồ Sen làm những cái video clip có ý nghĩa trong cuộc sống, ý nghĩa trong cộng đồng, và cách thức chia sẻ cũng như là chia sẻ cuộc sống hiện tại và cuộc sống mưu sinh của Hồ Sen, thì cả nhà yêu thương giúp đỡ cho Hồ Sen bằng một like nha cả nhà, và cũng như là một chia sẻ, một lượt đăng ký. Nếu như anh chị em nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ cho Hồ Sen ngày càng phát triển kênh tốt hơn. Những cái đăng ký và share và like của cả nhà là một niềm tin và sức mạnh, mà những cái đấy là hoàn toàn là miễn phí nha cả nhà. Những like và share của cả nhà là hoàn toàn miễn phí. Những like và share đó cũng là một cái niềm tin và sức mạnh và cái động lực để cho Hồ Sen ngày càng phát triển cái video tốt hơn và hay hơn, để Hồ Sen chia sẻ lên cho mọi người cùng xem nha cả nhà. Thì bây giờ Hồ Sen mời cả nhà cùng đi thăm cái chúm lươn cùng Hồ Sen nhé. Đấy, bây giờ Hồ Sen sẽ đi lại dở nha cả nhà. Có cái gì Hồ Sen quay cho cả nhà xem nhé. Đây trong này cả nhà, bây giờ về thở ra xe cho cả nhà xem nha cả nhà. Cái quá trời luôn, dù mánh dù mánh, con cá chê, con cá trạch, quá trời luôn luôn, 5-6-7 con luôn luôn, à chưa. Video sau đó thì lươn đồng đá mà bằng ve luôn, lươn đồng nó không có lươn to đâu. Cái này đây, cái này là to lắm mà. Cả nhà yêu thương Hồ Sen Vlog thì cả nhà xem kênh Hồ Sen Vlog và cả nhà cho Hồ Sen xin một like như thế này, cũng như là một lượt đăng ký kênh, như là một lượt chia sẻ để Sen có cái động lực làm những cái video khác hay hơn nha cả nhà. Bây giờ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại cả nhà vào cái video sau nhé. Bye bye. Lòng lường khó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.